Xin chào quý vị các bạn nhé. Hôm nay nhà mình sẽ làm một món kem chuối nước cốt dừa đào phộng nhé. Bởi vì hôm nay trời là nắng 38 39 độ. Hôm nay mình sẽ làm cái món kem này để gia đình mình cùng thưởng thức. Nguyên liệu thì rất là dễ tìm và hay là dễ mua. Thì đầu tiên thì mình có chuối này, sữa đặc này, ít dừa nạo này, đậu phộng này với sữa chua và nước cốt dừa. Thì đầu tiên mình sẽ bỏ nước cốt dừa vào trong sữa đặc nhé. Mình cho nước cốt dừa vào. Tráng ít nước bỏ vào cho cái nước cốt dừa mới xong ạ. Bây giờ mình phải cho sữa chua vào nhé. Cái sữa chua này mình cho vào là mình để cho nó không bị khi mà kem vào nó không bị đá, mình ăn sẽ dẻo và sẽ mềm hơn. Đó. Rồi mình sẽ cho sữa chua vào. Chúng ta quấy đều nhé. Đánh đều cái hỗn hợp này. Bây giờ mình sẽ để đây, mình sẽ cho chế cái món lạc nhé. Lạc thì đây là mình sẽ rang rồi nhé. Mình rang rồi nên là mình chỉ có mình tách cái vỏ ra, mình vò cái vỏ ra và mình cho vỡ đôi đôi hạt ra nhé. Đây các bạn, đậu phộng mình đã tách vỏ và mình giã thành từng nửa nhé. Bây giờ mình sẽ đi làm chuối. Bây giờ mình sẽ làm chuối nhé. Chuối này bạn có thể làm giá nhỏ, mình tí là mình giá nhỏ cho các bạn nhé. Đây là mình có thể là cho nhỏ chuối hoặc là bạn có thể thái từng lát mỏng. Nếu như các bạn làm bằng khuôn kem thì các bạn phải giá nhỏ ra nhé, bạn phải dằm nhỏ ra. Còn nếu như các bạn mà làm bằng những cái hộp nhựa, hộp thủy tinh ấy, thì chúng ta có thể là thái lát mỏng nhé, thái chuối bằng lát mỏng cũng được. Đó, mình dằm chuối cho nó nhuyễn ra. Bạn nào muốn ăn nhiều chuối thì chúng ta bỏ nhiều hơn. Mình lấy sữa này mình dằm. Mình thì mình làm bằng cái hộp khuôn kem nên là mình phải cho nhuyễn cái chuối này, còn nếu không làm thì mình cũng cắt đắp mỏng cho nó ngon, cho đẹp.
Đối với nhà mình thì mùa hè thì những món kem là không phải đi mua ấy. Mua ngoài kem thực ra mua ngoài rất là hóa chất rất là nhiều, phẩm màu với chất tạo màu tạo hương vị rất là nhiều, nên là mình không không mua, mình sử dụng bằng kem tự làm rất là ngon và hay, rất là sạch sẽ an toàn. Nên các bạn hãy dành thời gian khoảng tầm 10-15 phút thôi để làm cho cả nhà cái món kem yêu thích của nhà mình ăn nhé. Cái này chuối thì mình không cần phải xay như tối, bởi vì là cái chuối này mềm, rất là dễ dễ dằm dằm nhỏ ra, dằm đã ra hay là mình dằm. Cái này thì các bạn thích ăn chuối nhiều thì chúng ta bỏ nhiều, ăn ít thì chúng ta bỏ ít. Rồi, bây giờ mình sẽ cho vào trong cái bát nước này nhé. Chúng ta cho chuối vào. Nếu như các bạn dùng bằng cái hộp thủy tinh, hộp nhựa thì các bạn cho từng lớp cho nó đẹp. Đó. Một lớp nước này, xong mình rải một lớp chuối mỏng, cắt mỏng ra, một lớp hạt đậu phộng đó. Và một lớp sữa bạc. Đã tròn mình làm khuôn thì mình phải cho chung. Đó. Vì cái khuôn nó bé nên là mình không thể cho từng lớp như thế được. À, bây giờ mình sẽ cho đậu phộng vào nhé. Mình cho được ít một ít cái dừa bào này vào. Chưa bỏ ngân đá là thấy rất ngon này. Chúng ta đánh đều nhé, đánh đều cho nó kia các cái loại này nó đều nhau, nó quyện thì khi mình đong kem nó không bị chỗ thì nhiều chuối mà chỗ thì nhiều lạc đó. Thì các bạn làm những như thế này mà các bạn đếm cái tô như thế này và chúng ta cho vào trong ngăn đá tủ lạnh thì chúng ta khi chúng ta ăn, chúng ta đưa ra chúng ta cắt cũng được nhé. Rồi bây giờ mình sẽ sử dụng khuôn kem nhé. Bây giờ mình sẽ sử dụng khuôn kem, mình cho vào khuôn kem nhé. Con này hơi đâu nhỉ? Cái này múc chắc là phải dùng cái gì múc này. Chúng ta sử dụng cái nắp. Đó, chúng ta đã được một cái kem ngon đây các bạn. Đây. Rồi chúng ta cho vào đây. Tương tự như thế chúng ta cho lần lượt các cái kem nhé. Và khi chúng ta cho đầy hết các cái kem này thì chúng ta sẽ cho vào ngăn đá tủ lạnh từ tầm 5 đến 10 tiếng nhé.
chúng ta sẽ đưa ra và sử dụng